Hello anh em. Tôi chia sẻ cho anh em một trong cái kỹ thuật để giúp cho anh em chạy với pay thấp. Như bình thường tôi chạy pay 7.5 thì nhưng mà tôi chạy pay chỉ 6.4 thôi. Như vậy là tốt hơn rất là nhiều. Và bí quyết đây là gì? Thực sự là tôi thử chạy theo kiểu freedom rất là nhiều, chạy tự do ấy. Nhưng mà khi tự do thì tôi bắt đầu phát hiện ra rằng là tôi chạy theo chiều kim đồng hồ thì tốc độ chạy của tôi tốt hơn, pace của tôi thấp hơn. Và tôi nghĩ rằng tôi đang chạy và bước chạy của tôi nó đang trùng với lại cả tốc độ xoay của trái đất và trọng lực của trái đất. Tôi nghĩ vậy, đấy là quan điểm của tôi. Và chính nhờ vào cái lực tác động thêm, lực hướng tâm và vòng quay của trái đất thì nó giúp cho cái nhịp chạy cũng như là cái bước chạy trở nên nhẹ nhàng hơn, nhịp nhàng hơn, và nhờ vậy mà cái tốc độ chạy cũng được tăng lên. Vì vậy mà pay được giảm đáng kể. Ok, đó là cái phần chia sẻ của tôi về một trong những cái kỹ thuật để giúp anh em có thể tăng được cái chỉ số pay, để giúp chúng ta giãn được cái khoảng thời gian chạy và giúp cho chúng ta có thời gian làm những cái việc khác và có thời gian để có thể tận hưởng được cái không gian vô cùng tuyệt vời như thế này, để chúng ta thu hút thêm năng lượng, giúp chúng ta có thêm những cái nguồn năng lượng tích cực để chúng ta làm công việc tốt hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.